là không cho đó. Đó, good nè. Rico cho em ăn miếng. Good. Rico gót đó, đứng càng ngày càng tốt rồi đó. Càng yếu, Rico up. Suki. Suki. Good. Các bạn ơi, xem chó của mình hôm nay nó đứng nè, đó, đó, nó đứng đó các bạn, nó tự đứng, nó tự đứng luôn đó các bạn. Nó ngoan lắm á, nó tự đứng luôn á các bạn nè. Không đứng mới cho, không đứng là không cho. Đứng nha, đứa nào đứng ở đây, đứng là mới được ăn, không có, không có ấy, đúng rồi, không có chụp giật. Đứng nè. Không, không có rờ, không có đứng kiểu đó. Đứng vậy nè mới cho, đúng rồi. Phải đứng nó mới cho nha. Đó. Con em kìa, nó đứng kìa. Nó đứng là rờ luôn, nó đứng nó chơi trên trên người của con cho con kia luôn. Không, không có cho kiểu đó, phải đứng mới cho, đúng rồi, đó, phải đứng nha. Đứa nào đứng mới cho đó, đứng, đứng, à, đó, mới cho. Mình đang dạy chó mình đứng đó các bạn. Cho nó đứng, tập cho nó đứng. Đúng rồi, đứng rồi, good. Mình đang dạy chó mình đứng nha các bạn, các bạn. Cho nên chó của mình á, hôm nay nó mới có khoảng chừng là khoảng chừng 12 cho đến 15 tuần thôi nha các bạn. Con bự thì 15 á, con nhỏ là 12 tuần. Cho nên nó mình phải tập cho nó đứng từ từ. Rico. Good. Đứng là phải lâu nha. Suki, good. Suki, good. Rico, lâu tới, không có được nhảy. Saki. No, Saki vậy không có cho. Saki phải đứng. Saki phải đứng. Đúng rồi, Saki phải đứng. Rico đứng.
Đúng rồi. Saki đứng. No, Saki phải đứng. Đúng rồi. Riku đứng. Đứng mắt chờ luôn các bạn cho nó ăn ngoài kia mũi nên không có cho nó ra. Saki đứng. Saki đứng không có nhảy đứng. Rico đứng. Rico bắt tay. Good, bắt tay kia. Good. Saki đứng. No, Saki đứng đàng hoàng. Đứng. No, đứng. Đúng rồi. Đó, ok, Saki good. Rico đứng. Đúng rồi. Saki đứng. Saki đứng. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không có nhảy nha. Nhảy là không cho đó. Đi cô đứng. Good. Saki đứng. 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 Good. Rico đứng. Good. Saki đứng. Đứng đàng hoàng. Rico. Rico đứng đàng hoàng. Rico đứng. Rico không có được nhảy nha. Saki. Rico. Good. Saki. Good. Rico. Good. Rico. Rico đứng đàng hoàng. Đứng. Đứng đàng hoàng. Đứng. Good. Món này là món mới. Saki. No, Saki không có giận. Saki không có giận. Good. Đứng đàng hoàng. Rico. Saki. Cô rồi lên nhẹ nhàng thôi, không có lên nhanh nhau, lên từ từ. Các bạn ơi, hôm nay mình tập cho chó mình nó đứng đó, các bạn, nó đứng từ từ đó các bạn.
tập cho nó đứng từ từ. Đi cô đứng, đi cô không có phập à như vậy nha, đi cô đứng từ từ. Saki, đi cô bắt tay, bắt tay coi, good, bên tay bên kia, good. Nè, cho đi cô miếng nè. Saki, Saki, Saki đứng đàng hoàng, Saki không nhảy, Saki đứng, đúng, Saki, good. Đi cô, không có nhảy nha. Đứng. Thư không có cho si cô, đó. Đứng. Đứng nhà từ từ chứ không có nhảy. Đứng nè con. Đó, giỏi. Đứng nè. Không có nhảy nha, nhảy là không cho đó. Đứng coi. Đứng rồi, đứng đàng hoàng nha. Good. Đó. Hai đứa đông mới ra mới vô vậy. Đi cô. Good. Saki. Saki. Good. Rico, good. Suki, no, không có leo lên đây, phải đứng ở ngoài đây. Good. Rico, good. Boy. Rico, good. Boy. Saki. Good girl. Saki. Yeah, Saki. No. Saki. Saki. Không có nhảy. Không có được nhảy nha. Saki. Saki lăng quạng quá. Đi cơ. Ai làm gì số bà nội? Em nó đang còn đói. Để em ăn. Xéo sắc chứ sao con người ta ăn cái bắt đầu nó xéo sắc à, đó nó dành ăn nó cũng đen nữa đó, các bạn thấy không?